Xin chào các bạn. Ở buổi trước chúng ta đã hoàn thành xong phần Hyperly của cái phần áo giáp. Thì trước khi bắt đầu sang làm cái phần UV và texture thì anh sẽ nói thêm một chút về cái folder của chúng ta này. Thì đầu tiên là các bạn nên tạo cái file backup và cho hết tất cả những cái file ZBrush và những cái file backup của chúng ta lại, và hoặc là những cái file mà chúng ta không sử dụng đến, ví dụ như cái armor block out này. Đấy, Decimal, Headfix, Hyperly, cái Noise Maker, và chúng ta giữ cho cái folder chính làm việc của chúng ta là chỉ có file Maya và những cái file hệ thống của nó thôi. Đấy, tránh để những cái file khác làm xếp vào trong này. Đấy, nếu nhìn nó sẽ rất là rối mắt thì chúng ta sẽ phải tách ra. Đấy, backup đây thì nó sẽ chứa những cái file mà chúng ta chưa không dùng đến. Rồi thứ hai nữa nhé, là cái cách mở những cái file ZBrush mà chúng ta hôm qua xếp. Các bạn sẽ thấy ở đây là cái Decimal này, Hyperly này, cái đuôi của nó là Z ZBrush Tool. Thì để mở được nó ra ấy, thì các bạn sẽ không phải Ctrl O như là những cái phần mềm bình thường khác, là các bạn sẽ phải dùng cái công cụ là Load Tool. Rồi các bạn ấn vào Load Tool này. Đây, các bạn tắt cái Lightbox đi, ấn vào Load Tool và Desktop, mở cái backup lúc nãy của chúng ta, mở cái Decimal ra, Open. Đấy, thì các bạn sẽ thấy ở phía bên phải của chúng ta này, nó đã hiện ra cái tool rồi này. Đấy, ấn vào Sub Tool nó đã hiện ra rồi này. Nhưng mà ở cái không gian làm việc của chúng ta nó vẫn chưa có cái gì cả. Thì để mở được cái này ra thì các bạn kéo này, ấn và kéo thì nó sẽ hiện ra. Và trong trường hợp mà các bạn ấn nhầm vào lỗi mà nó hiện ra một cái thứ hai như thế này. Đấy. Đấy, như thế này. Thì các bạn ấn cho anh Ctrl N nhé. Đấy, nó sẽ hết. Bạn chỉ kéo một lần thôi. Rồi sau đó các bạn ấn lên vào Edit, phím tắt là T. Đấy, thì lúc này các bạn đã có thể xoay được rồi và vẽ được như bình thường rồi. Đấy, ok chưa? Và để hiện tại màu sắc nó hơi bị tối ấy, thì các bạn ấn cho anh vào cục đỏ đỏ phía bên này này. Các bạn ấn cho anh vào Basic này. Đó, thì nó sẽ trở về như cũ. Và trong trường hợp mà các bạn muốn cho cái không gian làm việc nó rộng ra hết cỡ này, hiện tại bây giờ nó chỉ dừng được ở đây này. Đấy, hiện tại bây giờ nó đang chỉ dừng ở đây thôi. Rồi các bạn muốn cho nó rộng hết cỡ ra thì các bạn ấn cho anh vào Document này, vào Double, Yes. Rồi các bạn lại ấn cho anh, làm lại cho anh Ctrl N, bỏ đi, lại kéo, lại Edit. Tức là giống như chúng ta vừa load lại tool từ đầu ấy. Đấy, thì bây giờ cái không gian làm việc của chúng ta đã to hết cỡ rồi. Đấy, rồi sau đó chúng ta lại làm việc, rồi lại load tool lại như từ đầu. Anh nhắc lại về cái việc kéo ở phía dưới này nhá. Nếu mà laptop của các bạn ý, cái không gian mà nó bị bé quá thì các bạn giữ Ctrl này, để khi nào mà nó hiện ra được cái chuột lên xuống như này thì các bạn có thể kéo này. Rồi. Ngoài ra nếu mà trong trường hợp mà cái laptop, cái màn hình của các bạn nó bị nhỏ quá ấy, thì các bạn cho những cái nút này nó bé lại. Đấy, thì nó cũng sẽ hiện đủ được hết các công cụ ở đây. Đấy, các bạn vào Preference này, vào UI này, vào Button Size. Đấy, kéo xuống 35. Đấy, thì nó sẽ bảo là UI sẽ được thay đổi vào trong cái lần khởi động tiếp theo. Đấy, các bạn thử tắt đi. Đấy, các bạn sẽ thấy ở đây cái công cụ của anh nó đang ở dưới này nhá, nó đang hiển thị đầy đủ. Người ta sẽ thử mở lại lần nữa xem.
Vì có thể sẽ có nhiều bạn là sử dụng laptop mà cái màn hình của laptop nó sẽ bé hơn so với những cái màn hình PC khá là nhiều. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái thanh công cụ của chúng ta này, lúc đầu nó ở đây. Đấy, và bây giờ cho nó đã tụt xuống ở đây rồi. Thì với cả những cái máy nào máy laptop ấy. Đấy, thí dụ như nó nhỏ từ này thôi thì nó sẽ hiện được đủ hết tất cả những cái thanh như thế này. Rồi, đấy là hai thứ mà anh muốn nhắc thêm ở trong cái phần này. Rồi các bạn tắt đi. Giờ chúng ta sẽ quay lại Maya để bắt đầu làm UV và texture cho cái phần áo giáp. Bạn mở Maya lên. Ở buổi trước trong quá trình làm thì anh có phát hiện ra là áo giáp nó có một chút lỗi ở cái phần nách và cái phần dưới đáy. Và hôm nay chúng ta sẽ sửa cái phần đấy. Bình thường nếu mà chúng ta gặp những cái lỗi như thế chúng ta sẽ phải sửa lại ngay từ đầu chứ không phải đến lúc như này. Nhưng anh vẫn muốn để lại để chúng ta biết cách xử lý trong trường hợp mà chúng ta cần làm nhanh. Đương nhiên nếu mà cẩn thận nhất thì các bạn sẽ phải làm lại từ đầu. Đấy, sửa lại từ từ cái phần block out ấy. Đấy, bạn Amolopi các bạn đổi cho nó tên thành Âu đi. Đây là file cũ. Ctrl H để ẩn đi. Rồi các bạn import cho anh cái áo giáp mới vào. Amolopoli. Đây chính là cái subdivision 1 của cái áo giáp của mình ở buổi trước đấy. Amolopoli. OBG import vào. Bạn chú ý để group này, load no reference này. Và bỏ tích cái use namespace này đi nhá. Nếu chúng ta tích cái namespace này nó sẽ đổi tên của chúng ta đi. Rồi import vào. Ở đây file chúng ta. Group đây. Rồi đủ 3 cái nó không bị thay đổi gì cả. Giờ ta sẽ đổi tên cái này thành Amor. Lovely. Thân này là body ship trừ low poly không biết hoa low poly. Đây là phần neck no poly. Các bạn nhớ đặt tên chính xác nhé, tại vì khi mà chúng ta load file để làm texture ấy nó sẽ đọc theo đúng cái tên đuôi này này. Shoulder low poly. Nếu chúng ta đặt tên sai thì nó sẽ không load đâu. Nó sẽ không làm đâu. Rồi, chính xác này, đuôi locally này. Đấy, còn cái shoulder này thì nó sẽ tìm đúng cái file folder shoulder hyperly body thì nó sẽ tìm đúng file body. Đấy. Đặt tên thì phải chính xác. Rồi, bây giờ ta mesh display này soften cho nó một cái để cho nó mềm. Đấy, ta sẽ xem là cái file này nó có bị lỗi gì không. Ấn vào đây, rồi ấn vào Insolate nhỉ. Rồi, cái này không có vấn đề gì. Thật ra các bạn có thể bỏ lưới của nó đi một chút nhé. Vì anh thấy lưới này nó cũng đang khá là dày. Thật ra tùy các bạn thôi. Nếu mà bớt lưới đi thì chốc nữa chúng ta UV nó dễ. Nó đỡ nặng. Bạn kích đúp vào để nó chạy theo cái đường loop này. Xong rồi giữ shift để chọn những cái đường tiếp theo. Kích đúp. Kích đúp. Rồi, Ctrl Backspace. Bỏ Isolate. Chọn tiếp phần vai. Isolate. Rồi, giữ shift. Lưới khá dày. Thật ra cái việc này nó không cần thiết nhé. Các bạn có thể để nguyên như này bách cũng được. Không cần giảm, xong rồi bách cũng được. Chả vấn đề gì cả.
Đây là bài cá nhân của chúng ta, thành ra chúng ta có thể để lưới nó xông xênh chút được chẳng sao. Nhưng mà nếu mà sau này mà cái nhân vật chúng ta có nhiều đồ đạc và vũ khí thì quá trình này chúng ta sẽ phải làm. À, trước khi làm rồi, có như cái phần cổ và cái phần vai này là xong này. Rồi chúng ta sẽ phải sửa lại cái phần, những cái phần bị hỏng này. Nó sẽ phải sửa lại những cái phần này. Rồi đầu tiên là ta sẽ phải bít nó lại này. Các bạn ấn vào cái áo này, xong rồi bạn ấn vào mesh. Rồi chọn fin hole. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó đã được bít hết rồi. Đấy, các bạn sẽ chú ý ở đây nhá. Nó cái đường này nó đang tách ra làm hai này. Đấy, vậy thì tức là những cái đường này chúng ta sẽ phải nối nó lại. Xong rồi chúng ta sẽ dùng cái công cụ smooth để nó cân lại cái lưới ở đây. Đó là file low poly, thành ra chúng ta có thể để lưới 3 thoải mái nhé. Như cái file block out để đưa vào ZBrush thì chúng ta phải để lưới 4. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng công cụ smooth để làm mềm lại smooth cái bề mặt lưới của nó lại này. Vẫn kích đúp vào đây, giảm bớt cái size bút của nó đi. Đây, scap connect performance non symmetry. Xem nào, bạn delete history của nó đi. Nó không cho mình đấy. Rồi, làm lại thử xem nào. Mess này, clean up. Có lẽ chúng ta sẽ phải nối lại hết rồi sau đó mới được scap.
chưa? Tạ cục này, cục mềm này vứt cho anh đi. Anh Tuấn. Quảng cái file này để em back cho. Back mà anh không làm được thì mới sắp được. Bị ảo lâu chưa? Lâu chưa? Lâu chưa? Lâu chưa? Lâu chưa? Lâu chưa? Lâu lắm. Rồi bây giờ ta thử quay lại sử dụng cái smooth xem nào. Đấy, đúng là chúng ta sẽ phải nối lại hết lưới thì mới được sử dụng. Để cho bút nó nhỏ lại một chút để không đè vào cái đường viền này. Chúng ta sẽ chỉ sửa cái bề mặt thôi. Để 0.4 đi. Vừa đủ nhỏ. Bạn nhớ đừng đè vào những cái đường viền này nhé. Chú ý tránh những cái đường viền này ra này. Thì chúng ta mất cái đường viền này coi như chúng ta sẽ bị hỏng khối. Chúng ta sẽ chỉ được những cái vùng này thôi này. Đấy, những cái vùng này thôi. Ra đây anh chỉ sửa khi mà trong cái trường hợp đúng kiểu gọi là chữa cháy thôi. Còn anh vẫn khuyên các bạn nên sửa lại từ những cái file đầu tiên luôn, file block out. Nhưng mà trong trường hợp mà khẩn cấp mà cần làm nhanh vội thì các bạn vẫn có thể làm tiếp được mà không phải sửa lại từ đầu. Rồi ok. Thế chúng ta bắt đầu giảm lưới một chút đi đã. Nếu không khi mà chúng ta giải UV thì nó sẽ khá nặng. Thực ra là vẫn được thôi. Nhưng mà vẫn muốn nó giảm bớt đi một chút. Tích và ignore là nó sẽ bỏ qua group và back tập thể cùng nhau. Đấy, những cái chỗ này lười nó dày đặc này. Đấy, đi về làm tiếp bên này. Trong quá trình làm anh sẽ cố gắng sử dụng những cái công cụ nó cơ bản nhất, không sử dụng quá nhiều tool để các bạn làm quen với cả công cụ của Maya.
việc xoay xiếc liên tục và lựa chọn liên tục như này cũng là cách để các bạn luyện tập quen phần mềm. Rồi, ấn Control Backspace. Rồi thế thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải UV cho nó nhé. Bỏ Isolate này, ta có thể ẩn bớt cái đầu đi, ấn đầu Ctrl H. Camera, ẩn nốt camera luôn đi. Rồi bây giờ chúng ta chọn tất cả này, ấn vào UV, ấn vào UV này, UV Editor. Xong rồi tiếp tục ấn vào UV này, rồi các bạn chọn cho cái Camera Base, nó sẽ hiển thị hết tất cả ở đây nhé. Rồi, ấn W, kéo tách nó ra. Giờ chúng ta sẽ cắt UV. Rồi, đầu tiên là ấn vào cái phần đầu này. Đây chúng ta sẽ phải giải nó ra này. Rồi ấn cho nhỏ ấn Unfold này. Chọn ấn cho nhỏ ấn Unfold tiếp. Các bạn ấn vào cái ô checker ở phía trên này để kiểm tra xem lưới nó đã giải đều chưa. Ấn vào, ấn R. Nếu mà bạn thấy nó bị dão quá thì cắt một cái đường ở đằng sau cổ của nó này. Xong rồi sổ cái tab cắt and sew ra, xong rồi cắt, giữ chuột phải chọn UV sew, ấn vào rồi chọn tiếp unfold này, nó sẽ dão ra thì lưỡi nó sẽ đều hơn. Rồi bây giờ ta chọn tiếp miếng tiếp theo, áo giáp. Rồi ấn vào S này, nó sẽ tách cái này ra, nó sẽ tách cái phần rời này ra này. Lại kích đúp vào, giữ ship kích đúp, rồi ấn vào cắt UV sew, ấn vào W kéo ra. Đấy, miếng bên phải này cũng tương tự như thế nhé. À, anh chưa cắt phía bên này rồi. À, anh chưa giảm lưới bên này. Thôi kệ, chả sao. Những low poly bản cá nhân nhé, lên 100.000 lưới cũng được, chả sao. Rồi, các bạn chọn ấy ở đây này. Rồi cắt. Thử chuột phải chọn UV siêu. Lưới cao thì máy bạn phải nặng thôi, máy bạn nó phải yêu cầu máy khỏe thôi. Rồi sau khi chọn xong các bạn ấn vào unfold. Đấy, nó sẽ giải hết lưới ra, lại kiểm tra checker. Thế may à, nó có nó cái khả năng UV, giải UV của nó rất là mạnh.
Mình đang thử cái miếng này đang hơi bé này. Ok, rồi sau này cái phần thân Isolate, chọn UV. Để sẽ cắt cái phần cổ ra này. Cắt cổ này tiếp ra. Ta sẽ lựa những cái phần khe kẽ, những đoạn tiếp giáp ấy để mình cắt. Ở cái bộ giáp này thì ở đây sẽ có một cái cầu vai này, thì ta sẽ cố gắng tính toán làm sao nên cắt ở cái đoạn như thế này. Còn cái phần lưng, cái phần này nó rất là lộ, nên hạn chế cắt ở phần này. Thì trừ khi bất khả kháng chúng ta phải cắt ở những cái phần lộ thôi. Còn lại nên lựa những cái chỗ, một là khe kẽ này, hai là cạnh sắc này, ba là những cái chỗ nó khuất, mình nên lựa những cái chỗ đấy mình cắt. Có lẽ là anh sẽ cắt như thế này. Đấy, nếu mà các bạn lựa loop ở đây này, kích loop ở đây thì nó sẽ chạy lên trên này, mà anh chỉ muốn nó cắt từ đây ra đây thôi. Thế các bạn nên cắt ở trong UV này, kích loop ở đây. Đấy, cắt thì nó sẽ tự động dừng ở những cái đoạn đường cắt đúng ở trong cái miếng này thôi. Ok, giờ ta sẽ tách rời ra để kiểm tra xem là nó có bị dính không. Rồi, nó rời ra như thế này, ok. Bây giờ chúng ta sẽ chọn hết tất cả này, UV Shield, chọn hết cả và chọn Unfold. Ok. Rồi bạn install hết tất cả này, chọn hết tất cả và UV, rồi chúng ta sẽ save cho nó. Ở phần Modify này, nó có một công cụ gọi là layout, các bạn ấn vào
nó sẽ tự động nó xếp cho các bạn. Nhưng mà đây có một số cái, ví dụ như là cái phần giáp này anh muốn nó thẳng. Đấy, nó như thế này. Đấy, thế ra bây giờ chúng ta sẽ phải xoay lại. Các bạn chọn cho anh vào cái cạnh để làm cái gốc này, kéo xuống dưới chọn phần Orient and Layout, rồi ấn vào Orient to Edge, nó sẽ tự động nó gióng thẳng ra. Và những cái bộ phận khác cũng thế, mình sẽ chọn những cái đường ở giữa ấy, xong ấn vào Orient to Edge thì nó gióng thẳng ra. Cố gắng lựa những cái đường ở chính giữa đó, như đây là ok này. Đấy, lựa những cái đường ở chính giữa Orient to Edge, người ta cứ lựa chọn xem là có cái miếng nào mà cần phải gióng ra thì ta lựa chọn nhé. Ok, do chúng ta làm đối xứng nên là tìm những cái đường này nó cũng khá là dễ thôi. Sau khi làm xong chúng ta lại layout thêm một lần nữa để nó sắp xếp lại. Trên server à? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ layout thêm một lần nữa. Refile layout. Ở đây các bạn để chỉnh cái padding. Cái padding là cái khoảng cách giữa những cái tấm UV này. Các bạn ấn vào layout này. Ở bên phải nó có một cái ô vuông và bé, các bạn ấn cho anh vào đấy. Các bạn tìm được xuống dưới này, nó có một cái phần cell padding. Thì hiện tại anh đang để là 10. Thì có lẽ các bạn cứ setting cho anh theo như thế này luôn nhá. Mặc định nó để là 0 thì ra nó sẽ rất là dính vào với nhau. Thì các bạn đã để cell padding nó là 10. Đấy, layout setting cell padding 10. Ok. Bây giờ chọn cell này, chọn hết tất cả. Bạn ấn R thì mình scale lại. Đấy, để cho nó có những cái khoảng cách ở đây này, không được để cho nó chạm vào cái đường viền này, sau nó sẽ dễ bị lỗi. Rồi ok, thế là chúng ta đã UV xong. Object, chọn hết tất cả, chọn delete history, delete time, delete history, nó channel box, chọn hết tất cả, chuột phải, chọn free on. Rồi, cái này chắc không cần đâu, tại vì trước đấy đã làm rồi. Coi như chúng ta đã làm xong phần UV này. Bây giờ chúng ta sẽ phải xuất cái này ra để chúng ta bắt đầu làm text. Các bạn chọn ba cái này, file này, export selection, các bạn chọn cho anh more ship trừ low poly. Các bạn chú ý về cái phần đặt tên nhé, chúng ta cần đặt chính xác nếu không muốn bị lỗi sau này. Export selection, các bạn xuất cho anh FBX nhé. Các bạn gán cho nó một cái vật liệu nữa. Các bạn tạo cho anh một cái cục, ok, gán cho anh cái lambert 1 rồi đi. Đấy, tại vì cái lambert 1 này sau này nó sẽ chính là cái tên của cái vật liệu này ở trong subtem pane. Rồi, bây giờ ta xuất lại. Ở trong Substance Pane nó sẽ bóc tách các object theo tên của vật liệu nhé, chứ không phải là tên của object như thế nào. Đấy, nếu mà chúng ta muốn tách thành hai phần thì chúng ta đặt hai cục vật liệu là 01, 02 và chúng ta gán cho các bộ phận chúng ta muốn tách. Đấy. Hiện tại bây giờ anh sẽ để tất cả là một cục thôi, thì là mất một. Rồi chúng ta sẽ mở Substance Pane lên để làm texture nhé. Đấy, Substance Pane này là anh cài phiên bản 2019.3.3. Nó hỏi mình được muốn update cái phiên bản Substance Pane mới hơn không, 2021 này. Mình bảo không cần nhé, no, don't remind này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. File, New, ấn cho anh vào Select.
chọn cho nha Armor Low. Hiện tại bây giờ chúng ta sẽ cần lấy cái file fpx, là cái file chúng ta vừa làm, thì chúng ta sẽ phải tìm cái file ta xem cái thời gian gần nhất này. Đây các bạn sẽ thấy là cái thời gian của mình bây giờ hiện tại giờ là 10:56 này. Thì các bạn sẽ thấy cái file ở đây chúng ta đang là 10:55. Đấy, thì ta sẽ lấy file này. Đấy. 4096 này, OpenGL. Ok. Nếu các bạn dùng Mac thì sẽ là phải chuyển sang Direct, nhưng mà ở đây chúng ta dùng Maya sẽ là OpenGL, OpenGL. Đấy, thì hiện tại đây là cái giao diện của Saturn Pen. Đấy, các bạn sẽ thấy ở đây có cái texture setlist, là cái lambert 1, nó cũng chính là cái cục vật liệu mà lúc nãy chúng ta vừa gán cho nó. Cái phần texture setlist thì chúng ta gần như không dùng mấy đâu, thế nên chúng ta để nó bé bé này thôi. Và cái giao diện làm việc các bạn cố gắng chỉnh làm sao cho nó giống như thế này, thế sau chúng ta làm việc cho nó dễ. Ở phía bên phải ngoài cùng này là cái phần layer, chúng ta sẽ đưa các vật liệu vào đây để tùy chỉnh cho cái bộ áo giáp này. Texture setting này, đây là cái chỗ để chúng ta có thể back texture và import các texture gốc của chúng ta vào. Đấy, đây là cái phần là chúng ta làm texture thêm rồi nhá. Đấy, còn đây là những cái texture gốc, và từ những cái texture gốc này thì chúng ta sẽ tạo ra những cái texture bên ngoài như thế này. Đấy, những cái texture của thư viện. Đấy, và để sử dụng được những cái texture này chúng ta cần những cái texture gốc mà chúng ta sẽ phải bách, như là normal này, specular normal này, ambient, curvature, position, vân vân vân. Còn ở cái property pane này, nó chính là những cái thông số về bút, về alpha của chúng ta. Phía dưới cùng, phía dưới bên trái này là cái bộ thư viện của chúng ta. Thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến material với cả smart material thôi. Đấy, smart material và material. Thì ok, chúng ta bây giờ chúng ta bắt đầu những cái bước đầu tiên nhé. Các bạn vào cho anh cái texture set setting. Các bạn ấn cho anh ở cái size này, các bạn chọn cho anh 4096 nhé. Chúng ta sẽ làm việc với các map 4K. Mesh map. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu back map này. Mesh map, back mesh map. Ấn vào. Đầu tiên ở outside này, chúng ta sẽ chọn 4096. Chúng ta sẽ back map 4K. Ở phía bên trái này các bạn chọn none. Khi làm việc chúng ta sẽ luôn phải back cái map normal đầu tiên để kiểm tra xem nó có bị lỗi không. Sau khi back không bị lỗi rồi, chúng ta bắt đầu sẽ mới back những cái map khác. Rồi, vào normal. Chúng ta sẽ chỉ back normal đầu tiên. Sau khi normal ok rồi, chúng ta mới back tiếp nhé. Tiếp theo là phần high definition mesh. Ở đây chính là cái chỗ để chúng ta load cái con hyperly. Ấn vào cái hình bé bé này. Ấn vào. Chúng ta sẽ load cái con armor hyperly vào. Open. Rồi các bạn kéo xuống một chút, khử răng cưa này, năn chuyển lên 4x4 này, match ở đây nhá. Lúc nãy anh luôn nhắc về việc đặt tên ý, đó chính là để cho cái việc này này, by mesh name. Thì với cả những cái file nào ấy mà nó có đuôi ship trừ 2 đấy, ship do là chúng ta đuôi chúng ta đặt tên là hyperly nhá, thành ra ở đây chúng ta sẽ đổi thành hyperly. Có lẽ lần sau chúng ta chỉ cần đặt là ship trừ 2 thôi. Đấy, nhưng mà ở đây để là hyperly nên chúng ta thôi cứ sửa cái này thành hyperly đi. Đấy. Thì sau này khi mà nó load những cái file hyperly này thì nó sẽ lựa theo những cái tên của nó, cứ 2 này, hyperly này thì nó sẽ là lựa làm 2 này, low là lựa con low này. Đấy. Để nó bắt khớp vào với nhau. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu back thử nhá. Đó, ấn vào back lambert 1 mesh map.
ok. Thì sau khi mình batch xong, các bạn sẽ thấy được cái bề mặt của cái con lâu. Đấy, cái con lâu của chúng ta nó sẽ hiện đầy đủ hết tất cả những cái chi tiết mà con hai có. Để di chuyển ánh sáng nhé, các bạn giữ shift rồi di chuột phải, giữ shift di chuột phải, xoay là an chuột trái, xoay là an di chuột trái, an chuột giữa, và zoom là an chuột phải. Còn chỉnh đèn là shift chuột phải. Thì anh thấy cái xoay nó cũng gần hơi giống Maya đấy. Giữ shift chuột phải. Đây nó có đầy đủ hết tất cả những cái chi tiết ở đây rồi. Rồi sau khi mà kiểm tra thấy phần normal ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ bách những cái map còn lại. Bạn bỏ tích normal đi. Sẽ tích vào world spec này, id curvature position, ở phần id vertex color, ok, world spec curvature position, rồi mọi thứ ok hết rồi. Giờ ta ấn vào bách map, bây giờ nó sẽ bách từng map một. Còn cái map ambient occlusion gọi là map AO thì chúng ta sẽ bách cuối cùng, vì cái map này nó khá là nặng thì chúng ta sẽ phải bách riêng. Cái thời gian bách được cái map AO đấy sẽ bằng thời gian mình bách cả bốn cái map này. Đó, đây cái map ID chính là những cái màu mà chúng ta vừa set ở trong ZBrush. Curvature là map để hiển thị những cái chi tiết. Position là vị trí. Rồi, ok. Và để sử dụng được những cái map này thì các bạn sẽ phải có đầy đủ những cái map ở phía bên phải nhé. Sau khi bạn bách xong rồi nó sẽ tự động load thẳng vào những cái vị trí những cái map cần thiết đấy. Đấy, bây giờ các bạn sẽ thấy ở đây ta sẽ cần một cái map ambient occlusion nữa. Ta bỏ đi ambient. Các bạn bỏ cho anh cái ignore back face đi. Rồi, chọn back. Nếu bên trong trường hợp mà có một cái khi mà các bạn back normal ấy mà thấy có một cái bộ phận nào đấy mà nó không hiển thị chi tiết thì tức là chúng ta đã bị đặt tên sai, thì các bạn sẽ phải kiểm tra lại xem nhé. Ví dụ phần neck này, phần cổ ấy thì xem là tên nó là neck đã đúng chưa, đã còn lâu thì đã đặt tên là ship to low poly đúng chưa, hai đã đặt tên là hai đúng chưa. Đấy. Nếu bạn sẽ thấy ở đây chúng ta đã có cái phần mesh này nó đang bị lỗi này. Mesh này bị lỗi là do cái kết của chúng ta nhé, thì chúng ta phải tăng cái kết nó lên. Cái kết tức là cái vùng nó bách. Khi mà con lâu ấy nó bách thì nó sẽ có một cái kết. Đấy, nó như kiểu một cái lớp bao phủ này. Thì những hai cái con hai poly nó có những cái chi tiết gì ở phía trong ấy thì nó sẽ tự động nó bách vào. Thì trong trường hợp mà chúng ta bị lỗi như thế này này là do cái chi tiết của chúng ta. Đấy, cái chi tiết nó cao quá và cái vùng kết của nó ra nó không bắt được. Đấy, thế là nó chỉ bắt được đến đây này, xong rồi nó dừng. Đấy, tức là dẫn đến nó lại bị mất miếng như này. Vậy thì cách giải quyết ý, là chúng ta sẽ phải đẩy cái kết nó cao lên, vượt qua được cái vùng này. Đấy, để nó lấy được hết tất cả các chi tiết. Đấy, cái này chúng ta sẽ phải bách lại nhé. Cái này chúng ta đã bị này chúng ta này texture này là bị lỗi rồi. Rồi ta sẽ phải bỏ các map này đi. Đấy. Cái chỗ này bị lỗi nhưng mà do anh không chú ý này, normal phần này không chú ý, đến khi bách cái phần ambient thì anh mới chú ý mới phát hiện ra. Normal anh sẽ phải bách lại. Rồi, giờ ấn vào normal này. Ở đây có cái phần đây, case đây. Use case này, case file. Bây giờ mình chỉ cần đẩy cho nó cao lên một chút thôi. Ta đẩy lên 0.2 gấp đôi luôn cả hai. Giờ ta sẽ bách lại.
Chúng ta sẽ chú ý xem là cái phần này nó đã hết chưa nhé. Đấy, các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta đã hết rồi này. Đấy, nó không còn bị lỗi nữa. Lần này chúng ta sẽ bét luôn map AO. Bỏ normal đi. Tích vào ambient, occlusion. Bỏ ignore backfade đi. Back. Đó, ambient cũng hết lỗi rồi. Rồi chúng ta sẽ bách nốt 4 cái map lúc nãy. None. Chỉ có duy nhất một cái map là thickness, chúng ta không cần bách nhá. Chúng ta sẽ sử dụng cái map này, cái map này chúng ta sử dụng cho cái displacement. Chúng ta sẽ sử dụng cái map này khi ở những cái khóa học sau. Ở cái khóa này thì anh nghĩ chỉ dùng cái map normal là đủ rồi. Tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái map ở trên thôi. Map thickness thì chúng ta sẽ sử dụng của những khóa cao cấp hơn. Worldspec, ID, curvature, precision, back. Rồi, thế là xong này. Để sau khi bách xong thì chúng ta sẽ ra được cái sản phẩm như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đưa cái vật liệu vào cho nó. Và các bạn ở đây bạn có thể bỏ cái layer 1 đi này. Các bạn giờ sẽ chú ý ở cái phần phía dưới bên phải này. Bạn sẽ thấy đây là có rất nhiều những cái vật liệu. Nhưng ở đây chúng ta sẽ cần sử dụng lấy một vài vật liệu thôi. Giờ chúng ta cứ làm từ trên xuống vậy. Đầu tiên là cái phần cổ này. Bạn tìm cho anh cái đây là cái chất liệu vải này, vải của da tùy các bạn. Thì ở đây anh sẽ cho nó chất liệu vải. Thì anh fabric, thì anh sẽ gõ chữ fabric ra đây. Thì ở đây sau đó sẽ hiện ra số những cái chất liệu, thì các bạn sẽ lựa chọn xem nó là cái chất liệu nào mà các bạn thấy nó ưng ý với mình. Đây thì anh thấy cái scrap wool này, ném thử vào đây xem nào. Cái chi tiết của nó bây giờ nó đang rất là to nhé, nó đang ăn hết toàn bộ. Thì đầu tiên là anh cứ chỉnh cho nó ra đúng chất liệu đã. Ở cái scale này mà tăng lên cho anh khoảng 30. Để kiểm tra xem là nó có cái chất liệu nó có phù hợp với bản mình không đã. Đây có gì vậy?
bún trộn. Mọi người đặt gì ấy, bún thập cẩm ạ? Mọi người đặt bún thập cẩm đi. Đây sẽ cho em bún thập cẩm đi, cứ như mọi khi đi. Ôi giời, ok. Và hiện tại bây giờ anh không thích cái chất liệu này lắm. Có khi anh sẽ đổi sang cái chất liệu khác và ấn vào, chọn delete hoặc là ấn vào cái thùng rác ở đây. Đây, các bạn thử dùng cái fabric shop denim này đi. Đó, cái chất liệu với bò scale này tăng lên thành 30. Rồi, đây là cái chất liệu bò. Anh khá thích cái chất liệu này. Đấy, anh sẽ sử dụng cái chất liệu này để cho nó tối đi một chút. Để nó do là chúng ta cắt một cái đường seam ở đây và để hết cái đường seam ở đây nhé. Các bạn ấn trong nhau UV Projection này, ấn 3D Prana. Thỉnh thoảng nó được thôi, còn cái này chắc là không được rồi. Cũng may chúng ta cắt vào đường nó khá là khuất. Rồi bây giờ anh muốn cái những cái đường chỉ này nó sọc vừa thôi. Thế những cái đường này nó xoay lại một chút. Đấy, nó xoay dọc ra một chút. Ở đây có rotation này, các bạn chỉnh lại một chút. Rồi anh nghĩ thế này là ok rồi. Rồi nhá, chúng ta sẽ lọc để chỉ để lại mỗi cái phần cổ rồi. Các bạn ấn cho anh chuột phải vào cái Fabric Shop Denim này. Hắn vào Add Black Mask. Nó sẽ biến mất, kệ nó không sao nhá. Các bạn sẽ ấn tiếp vào cái mask này, ấn cho anh số 4. Ấn vào số 4 nhá. Thì cái bảng phía bên phải nó sẽ thay đổi này. Các bạn chọn tiếp cho anh vào cái Mask Fill. Rồi ấn vào cái phần cổ. Bây giờ nó sẽ chỉ hiển thị mỗi phần cổ thôi này. Rồi bây giờ ấn vào số 1 để quay trở về. Đấy, thế là xong. Rồi chúng ta sẽ làm tiếp cái phần áo giáp nhá. Đấy, các bạn có thể tạo cho nó một cái folder để ném nó vào đây. Sau quản lý cho nó dễ. Add a folder. Đấy, ấn vào cái texture này, di thẳng nó vào, hiện màu trắng là được. Đấy, thế là xong. Ở đây các bạn có thể đặt là neck material. Ở thôi, chắc cái material được, next là được, tự hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp một cái phần giáp này. Cũng tương tự như lúc nãy nhá, các bạn sẽ tìm thử cho anh cái vật liệu. Các bạn thử tìm cho anh cái metal đi. Thôi, ở đây thì ta sẽ sử dụng Smart Material đi. Với cả Smart Material nó sẽ khác với cả cái Material ở chỗ nhá. Nên các bạn sẽ thấy này, khi mà chúng ta ném cái, anh lấy thử một cái vật liệu ở đấy nhá, Aluminium chẳng hạn, ném vào đây. Các bạn cho nó xuống phía dưới nhá. Thì đấy, đây chính là cái vật liệu mà chúng ta vừa ném vào. Thì với cả cái vật liệu này thì nó sẽ trơn từ đầu đến cuối, nó sẽ không có sự khác biệt giữa những phần khe này, nó cũng không có bụi này, nó cũng không có chất liệu gì cả. Đấy. Và bây giờ anh sẽ ném thử một cái Smart Material vào để các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt nhé. Anh sẽ sử dụng cái Press O này đi, anh sẽ ném thử vào. Đấy, đầu tiên các bạn sẽ thấy nhé, cái Press O đó là một folder nhé, còn cái Aluminium này nó chỉ là một cái layer thôi. Đấy, khi các bạn ném cái brush O này vào nhé, thì nó sẽ tự động nó tính toán cho mình những cái khe này, những cái cạnh như này, nó có vết xước này. Đấy, ngay từ khi mình ném vào như này thôi là mình đã có thể sử dụng được rồi. Đấy, các bạn sẽ thấy ở những cái khe này là có những cái vết bẩn luôn này.
Đấy, rồi những cái vết xước bẩn này. Đấy, đây chính là cái sự khác biệt rất lớn giữa cái material như là smart material. Đấy, nó sẽ tự động tính toán cho mình luôn. Đấy, bỏ đi này. Đấy, đây là material này. Material nó chỉ là một cái chất liệu đơn thuần thôi, nó không có gì hơn. Còn với cả cái smart material nó sẽ thêm cho mình rất nhiều những thứ khác, xước, cạnh, vân vân vân. Giờ cái smart material này nó đã sử dụng những cái map của mình phía bên này này. Đấy, nó đã sử dụng rất nhiều những cái map của mình, những cái map gốc như này này. Đấy, để nó tính toán giúp cho mình. Đấy, các bạn có thể thấy là cái chất lượng rất là tốt. Đấy, bây giờ ta, thế thì ở đây nhá, chúng ta sẽ không sử dụng cái material nữa. Thế nên chúng ta sẽ delete xóa đi. Rồi tiếp theo bây giờ ta sẽ sử dụng thêm một số cái chất liệu khác. Ta tắt đi. Ở cái bài gốc thì anh sử dụng cái bài Black and Gold này. Anh sử dụng cái Black and Gold. Các bạn nhớ chú ý khi mà giữ di cẩn thận nhé. Khi mà chúng ta di mà nó hiện sáng cả cái layer này, tức là chúng ta thả vào làm con của cái Black O này. Đấy, tức là nó sẽ rơi vào bên trong cái phông đầu này. Còn kéo xuống dưới này, tức là nó ở phía dưới. Kéo lên trên này, tức là ở phía trên. Đấy, di vào giữa hay là rơi bên trong cái phông đầu này luôn. Ta sẽ để phía dưới nhé. Đấy, thì đây chính là cái map mà lần trước anh dùng này. Đấy, đúng những cái vệt đấy luôn này. Rồi, để đúng cái mẫu thì anh sẽ sử dụng cái map này luôn cũng được, để cho đúng với cả cái hình. Đấy, thì khi các bạn sổ ra nhé, các bạn sẽ thấy ở bên trong nó sẽ có rất nhiều. Đây là những cái bộ vật liệu mà người ta đã làm sẵn cho mình, mà mình có thể mở ra để mình tham khảo. Đấy, ở đây này là lớp dust này. Đấy, lớp dỉ này. Cái lớp máu này. Đấy, vết máu tiếp này. Nói chứ không thích cái vết máu của vết máu cổ phải làm bỏ đi. Đấy, đây là cái phần gold armor này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh một chút để cái phần gold armor này. Tại anh thấy giờ đang ăn một cái phần này đang khá là nhiều, anh muốn nó giảm bớt đi một chút. Đấy, bây giờ ta sổ ra. Lại bắt đầu lại ngồi kiểm tra tiếp. Metal detail này. Our dust này. Base color, cái màu vàng này anh không thích lắm nên sẽ giảm bớt đi một chút. Đấy, để cho nó bớt vàng đi, anh sẽ chỉnh cho nó sang hơi hướng cam một chút để cho nó bớt rực đi. Rồi giờ hiện tại nhá, thì anh thấy là cái phần màu vàng này đáng nhẽ ra là phải hiện hết ở cả những cái phần này. Đấy, nhưng hiện tại bây giờ đang biến mất này. Nó phải hiện hết ra. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ phải tìm cách để làm cho nó hiện ra. Đấy, nó chính là cái layer này. Đấy, đây chính là cái mask này. Bây giờ nếu mà muốn bỏ cái mask nó đi, bạn giữ shift ấn vào. Đây chính là cái mask của mình. Đây chính là những cái setting mà người ta đã chỉnh cho mình này.
Bây giờ chúng ta sẽ cần phải hiện ra này, thì xem mà các bạn chuột phải này, chọn Add Color Selection. Đấy. Rồi các bạn ấn cho em vào cái Pick Color này. À, chết rồi. Ở đi, ấn Pick Color này, ấn vào màu tím này. Đó, các bạn sẽ thấy nó hiện ra này. Pick Color tiếp, tích vào màu xanh. Đấy, các bạn sẽ thấy nó sẽ hiện ra đầy đủ hết này. Rồi, xem ok rồi. Ok, bây giờ anh sẽ giảm bớt một chút cái này đi. Các bạn ấn vào Mask Editor này. Global Contrast. Global Balance. Đây, thì nó sẽ giảm bớt đi. Ở giữa đây nhá, nó có cái viên ngọc này, muốn cho nó một cái viên ngọc để cho nó đặc biệt một chút. Thử vào Smart Material đi. Ở đây có rất nhiều vật liệu, các bạn có thể tự tạo cho mình những cái chất liệu riêng nhé, những cái bộ giáp thiết kế riêng. Xem nó có gì nó bóng bóng một chút. Styline. Cho nó cái titanium đi. ấn chuột phải này, chọn black color. Rồi ấn chuột phải này, xong rồi chọn tiếp vào cái add pen. Các bạn ấn cho anh số 4. À không không, các bạn ấn lên số 1, thế này là được rồi. Chọn size này, rồi chúng ta sẽ vẽ nhá. Nhỏ lại một chút, xong rồi sẽ vẽ ở đây. Những cái phần này chúng ta lên làm ID, chúng ta pick nó sẽ nhanh hơn. Và coi như ở đây anh hướng dẫn các bạn cách để chúng ta paint lấy một cái vùng với một cái chất liệu riêng. Nếu mà vùng này mà chúng ta bị lẹm quá ngoài nha, bạn đừng giúp ít nhá. Bạn chú ý này, nó ẩn đi này, màu đen là ẩn này. Ok, đó xong. Các bạn có thể đổi cho nó sang một cái màu khác. Ấn vào color ở đây này. Đổi cho nó sang màu xanh này chẳng hạn. Đó, ok. Rồi, ở đây cũng thế, ta có thể tô nó một chút, giữ shift chuột phải. Rồi ta tô một chút xem. Ấn vào mask này, ấn vào pen này. Đấy, cho size nó nhỏ lại một chút. Đó, bắt đầu tô. À, ở đây nó có cái đối xứng nhá. Đấy, khi ta vẽ này thì các bạn ấn bật tranh cái đối xứng vào đây này, phía trên này. Nó có symmetry. Ấn vào. Các bạn sẽ thấy nó có một cái đường dọc ở giữa này. Nếu giờ chúng ta tô một bên nó sẽ đối xứng sang bên kia.
bị lem ra một chút được không sao, chúng ta sẽ tẩy sau. Rồi sau khi vẽ xong ấn X này để tẩy ở đi. Đang xếp này. Rồi tắt nó đi. Rồi anh nghĩ thế này là ok rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xếp file lại nhé. Rồi save as backup đi. Amortecture. Rồi ok, thế là chúng ta đã làm xong cái phần texture cho cái áo giáp. Và ở buổi sau thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa nó vào trong Maya và bắt đầu render test. Rồi xin chào các bạn.